Tử Vi tuổi canh tuất, sinh năm 1970, bước sang tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, được dự báo là vận trình có quý nhân phò trợ, gặp nhiều may mắn, tài lộc thăng hoa, tình duyên như ý. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão 2023 thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may để có niềm tin vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Và tuổi canh tuất, sinh năm 1970, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo, bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão vận trình có quý nhân phò trợ, gặp nhiều may mắn, tài lộc thăng hoa, đây là thời điểm hốt vàng, hốt bạc của bản mệnh, tình duyên cũng được như ý. Tử Vi tuổi canh tuất, sinh năm 1970, tháng 1 âm lịch năm 2023 quý mão. Người tuổi canh tuất, sinh năm 1970, thuộc mệnh, thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng. Tử Vi tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023, cho tuổi canh tuất, sinh năm 1970 thấy rằng. Con giáp này, có một khởi đầu năm mới với nhiều điều tốt lành xảy đến đây là thời điểm có nhiều các tinh hội tụ cơ hội đến với bạn tới tấp chỉ cần biết nắm bắt và kiên trì tới cùng thì việc gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay trong làm ăn thành công phần lớn quyết định ở tính cách khả năng của từng người nhưng yếu tố may mắn cũng rất quan trọng bởi vậy lựa chọn giờ xuất hành khởi đầu cho một công việc dự án nào đó là điều rất cần thiết nếu như người tuổi canh tuất đi xa hay thực hiện những công việc lớn dự án quan trọng thì bản mệnh nên khởi hành vào giờ lẻ ngày lẻ tháng chẵn để xuất phát khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thành công, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi cho người tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Người tuổi canh tuất có một khởi đầu năm mới với nhiều điều tốt lành xảy đến, thời điểm tháng 1 âm lịch năm 2023, là thời điểm có nhiều các tinh hội tụ, cơ hội đến với bạn tới tấp, chỉ cần biết nắm bắt và kiên trì tới cùng, thì việc gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay của bạn trong tháng nhờ có tam hợp dần ngọ tuất xuất hiện phù trợ công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi sự nghiệp phát triển rõ ràng thi cử học hành cũng dễ đạt được thành tích cao vừa ra tết khi mọi người ham ăn chơi hưởng thụ thì bạn đã có thể tập trung vào mục tiêu mà mình đã vạch ra từ trước đó đồng thời các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trên con đường thăng tiến nguyệt lệnh lâm quan đới cũng là dấu hiệu chứng tỏ chỉ cần bạn bỏ công bỏ sức làm việc thì ắt gặt hái thành công tài lộc cũng chảy vào túi của con giáp này ồ ạt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó trong và sau Tết bạn nắm bắt được xu thế của thị trường, nên có những khoản đầu tư hoặc những cách mở rộng thị trường chính xác, bạn còn tạo được lòng tin với khách hàng, khiến ai mua hàng rồi cũng muốn quay lại. Từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho tuổi canh tuất sinh năm 1970 thấy rằng với người làm công ăn lương, thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nóng và những lời tán dương từ cấp trên và cấp trên cũng không ngại thưởng quà hoặc tiền thưởng nóng cho một nhân viên tốt như bản mệnh. Phương diện tình cảm nhìn chung tuổi canh tuất trong tháng đầu năm này có tình cảm hài hòa ấm áp người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người khác giới nhờ những thành tích tốt trong công việc cũng như phong thái tự tin nhiệt tình bạn đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông với người đã lập gia đình bạn có thể quá tập trung cho sự nghiệp nên đôi khi ít dành thời gian cho gia đình nhưng may là người ấy luôn thấu hiểu và thông cảm cho bạn sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi canh tuất, sinh năm 1970, trong tháng 1 âm lịch, năm quý mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm, sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Về mặt sự nghiệp. Theo tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023, cho tuổi canh tuất, sinh năm 1970 ngay vào thời điểm đầu năm mới sự nghiệp của người tuổi canh tuất đã có những bước tiến đáng kể dù làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa bạn cũng có cơ hội gặt hái được thành công cốt là bạn cố gắng hết sức không ngại làm việc khi mọi người xung quanh vẫn còn ham vui chơi do ảnh hưởng của dư âm tết bản mệnh là người tài năng có kinh nghiệm phong phú trong công việc nên bạn nhiệt tình nhận những nhiệm vụ khó và phát huy hết tài năng của mình chắc hẳn bạn sẽ gây ấn tượng được với cấp trên cấp trên để ý và có ý định cất nhắc cơ hội thăng chức tăng lương không còn quá xa tất nhiên trong quá trình làm việc khó tránh khỏi khó khăn nhưng bạn đừng vì thế mà chán nản bỏ cuộc hãy coi đó là thử thách để rèn luyện và chứng minh bản thân lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới phù trợ người làm lãnh đạo thường nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp và nhân viên cấp dưới bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể dẫn dắt mọi người vượt qua được khó khăn truyền động lực để cả tập thể cùng tiến bộ tuy nhiên bạn cũng nên lắng nghe cấp dưới của mình nhiều hơn không nên quá độc đoán chuyên quyền gây áp lực không đáng có cho người khác dù đầu năm là khoảng thời gian tốt lành để bản mệnh phát triển sự nghiệp nhưng không ai có thể gặp được thuận lợi mãi mãi bên cạnh đó ngũ quỷ là hung tinh xuất hiện đây là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập nhằm lúc bạn chủ quan lơ là để tìm cách gây khó dễ hoặc cướp công của bạn khiến công việc đôi khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn bạn không nên lấy đó làm muộn phiền, bất an, lo lắng, chỉ cần nhắc nhở bản thân tập trung vào nhiệm vụ, tránh tham gia vào các vụ thị phi, tranh chấp, thì đâu khác có đó, không ai có thể phủ nhận thành tích của bạn. Về mặt tài vận có thể coi tháng một âm lịch này là thời điểm, hốt vàng hốt bạc của người tuổi canh tuất, sinh năm 1970. Báo hiệu một năm với nhiều may mắn, thịnh vượng bạn có thể bắt đầu guồng quay công việc của mình một cách nhanh chóng tìm ra xu thế của thị trường nên có cơ hội vượt lên trên đối thủ khẳng định vị thế của bản thân cục diện tam hợp trợ mệnh đem tới những tác động tích cực cho chuyện làm ăn người làm đầu tư kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng thị trường ký kết hợp đồng với đối tác thời điểm này bạn có thể làm quen được với những đối tác khách hàng đầy triển vọng đối phương không những muốn hợp tác lâu dài với bạn mà còn sẵn lòng giới thiệu thêm cho bạn những mối khách hàng mới Người làm ăn, buôn bán, nắm bắt được nhu cầu mua sắm của thị trường trước và sau Tết, nên có thể đưa ra những mặt hàng phù hợp với giá cả hợp lý, khiến đơn hàng đổ về tới tấp, dù có thể bạn sẽ vất vả một chút, túi tiền của bạn ắt sẽ được dùng dình. Với người làm công ăn lương, những thành tích xuất sắc bạn gặt hái được, ngay vào thời điểm đi làm sau Tết, có thể khiến lãnh đạo của ấn tượng sâu sắc về bạn, và bạn có thể nhận những nhiệm vụ khó, ngay cả khi mọi người xung quanh đều e ngại, nếu hoàn thành xuất sắc, sẽ được chạm tay vào cơ hội thưởng nóng, thậm chí là thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh, bạn chớ nên quá nóng vội trong việc làm giàu, vì như vậy dễ rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã răng sẵn, hãy phân tích hai mặt lợi và hại của công việc thật rõ ràng trước khi quyết định có bắt tay vào đầu tư kinh doanh hay không. Về mặt tình cảm Nhìn chung người tuổi canh tuất, sinh năm 1970, có con đường tình duyên hanh thông, hai người hạnh phúc bên nhau, nên bầu không khí trong gia đình vào năm mới luôn hài hòa và ấm áp. Từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023 cho tuổi canh tuất sinh năm 1970 thấy rằng hai người có thể cùng nhau làm các công việc nhà, đi du xuân và thăm hỏi họ hàng, vì việc làm này có thể gắn kết tình cảm đôi bên, tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ, đôi khi mâu thuẫn có thể nổ ra giữa hai bên nhưng không đáng kể, thậm chí trải qua hiểu nhầm hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Về mặt sức khỏe Người tuổi canh tuất sinh năm 1970, bước vào tháng đầu tiên của năm Quý Mão, tình hình sức khỏe nhìn chung là ổn định, bạn không đau ốm bệnh tật nhiều, nên tinh thần luôn hăng hái, nhiệt tình, sẵn sàng tập trung cho công việc hoặc gặp gỡ bạn bè, đối tác mở rộng mạng lưới quan hệ xã giao. Tuy nhiên, bạn cần hạn chế các hoạt động vui chơi tụ tập vì nguy cơ bệnh dịch vẫn luôn tiềm ẩn, bạn cũng nên sinh hoạt khoa học hơn, tránh ăn các món quá nhiều dầu mỡ hoặc quá cay nóng gây ảnh hưởng đến dạ dày. Dưới tác động của hung tinh Thiên Nguyệt Thiên Khốc, bản mệnh đừng vì những khó khăn không tránh khỏi trong công việc mà nảy sinh suy nghĩ muộn phiền, bi quan, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, hãy tâm sự với người thân hoặc người giàu kinh nghiệm hơn mình nhé. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi canh tuất sinh năm 1970 minh đường tử vi rất mong rằng quý cô bác tuổi canh tuất sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội xin chân thành cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo